hiện tại các quyết định 44 và 45 và ngày 1 tháng 1 năm 2015 thể hiện tại. Rồi tiếp tục mở nút áo sơ mi và kéo áo ngực của chị Dung lên phần cổ, vùng tay, miệng. Không biết là cái gì. Bảy năm đêm năm tòa án công sơ tòa án công xét xử bị cáo về hai tội không phải chịu án tử hình trung tâm đưa ra nếu bị bãi cáo buộc thì 199 cả ba chúng tôi đều là tổng thẩm chuyên môn xét xử tập thể hôm nay đó hôm sáng đó chúng tôi bị cáo có đi chơi với lại anh Tuấn và bạn bè nha văn phòng luật sư tiền và liên danh nha sẽ hỏi tại phiên tòa bị cáo được tự do có điều được pháp luật kể từ ngày thứ hai tôi xuống đường để anh đứng đối diện mắt chị Dung cao cao tại Đà Nẵng hoặc miền Nam thì không được hưởng tình tiết tại ngày đó để trả lời cho nghe rồi N 10499 Giang Na Tổng trên đường khoảng 10 giờ trưa đến đường lên đường hướng về phường Thanh Xuân anh để chị Dung đứng tựa vào mặt đường dùng tay trái thì anh hỏi tiếp có những tài sản gì trong người này cùng đó là chị Dung kéo xuống ngã người và từ mở nói mày không làm cho tao sướng giờ mày phải đi nhà nghỉ với tao chị Dung khóc van xin thì anh quát lên mày vừa đi bằng xe mày đuổi cho mày đuổi cáo thì bị cáo đi từ đây ra mấy giờ anh là Hồng về phòng trọ của bạn Hồng và bị cáo làm gì mà đi đâu về từ nhà của để bồi thường tổn thất của tinh thần của người bị hại.